Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, sáng nay đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các thành viên của đoàn công tác đã đi thăm làm việc với một số tập đoàn, doanh nghiệp ở thành phố Đông Quản và thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Đây là các doanh nghiệp hiện đang đầu tư và tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Nghệ An. Tại thành phố Đông Quản, đoàn công tác đã đi thăm nhà máy sản xuất của tập đoàn Evergreen, tập đoàn chuyên phát triển sản xuất và bán linh kiện điện thoại di động đầu cuối thông minh, linh kiện xe năng lượng mới, robot công nghiệp và tích hợp hệ thống tự động hóa. Hiện Evergreen đang đầu tư hai dự án tại khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 1, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Evergreen Precision Việt Nam và nhà máy công nghiệp Evergreen Precision Nghệ An. Trong đó, có một dự án dự kiến đi vào hoạt động trong tháng 6 năm 2024 và một dự án đang triển khai thủ tục. Tiếp đó, đoàn công tác đã thăm làm việc tại tập đoàn Luxe ICT. Hiện nay, tập đoàn Luxe đã đầu tư 4 dự án tại Việt Nam, gồm 2 dự án tại tỉnh Bắc Giang và 2 dự án tại tỉnh Nghệ An ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 1. Trong đó, dự án Luxe ICT Nghệ An đã đi vào hoạt động ổn định và đang sử dụng khoảng 8.000 lao động của Nghệ An. Đánh giá cao việc tập đoàn Luxe đã lựa chọn và đầu tư vào Nghệ An, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết một số nội dung mà nhà đầu tư quan tâm, kiến nghị như tuyển dụng lao động để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định quan điểm khó khăn của nhà đầu tư cũng là khó khăn của tỉnh và chỉ khi nhà đầu tư hoạt động hiệu quả mới có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, kiến nghị tập đoàn Luxe sản xuất sản phẩm hoàn thiện ngay tại Nghệ An, kêu gọi các nhà đầu tư cùng nghiên cứu đầu tư dự án xe ô tô điện khi tỉnh đã quy hoạch. Chiều nay, đoàn công tác của tỉnh Nghệ An đã đến thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông thăm và làm việc với công ty Tipsai. Đây là công ty con thuộc tập đoàn Phẩm Phú, là tập đoàn đa ngành, chủ yếu đầu tư vào mảng logistics, công nghệ, đồng thời là đối tác chính của Foxconn, Luxe ICT và các tập đoàn công nghệ lớn trên toàn thế giới. Gặp gỡ trao đổi với đại diện công ty Tipsai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, Nghệ An luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư và thực hiện các dự án trong các khu công nghiệp được xây dựng đồng bộ, bài bản. Đồng thời đánh giá cao phía Tipsai đến tìm hiểu, đầu tư tại khu công nghiệp WHA. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang giao trách nhiệm cho các sở, ngành tiến hành làm các thủ tục thẩm định hồ sơ để cấp giấy chứng nhận đầu tư. Đồng thời khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chủ đầu tư triển khai dự án. Cũng tại thành phố Thâm Quyến, đoàn công tác đã đến làm việc với công ty con thuộc tập đoàn Foxconn. Hiện nay, nhà đầu tư Foxconn đang triển khai dự án tại khu công nghiệp WHA. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn nhà đầu tư nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục triển khai xây dựng để sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Trong quá trình này, tỉnh sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ đến mức tối đa các thủ tục cho nhà đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự chủ động của nhà đầu tư khi tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực người Việt Nam tại nhà máy ở thành phố Thâm Quyến để phục vụ cho nhà máy của Foxconn sẽ đi vào hoạt động trong tương lai tại Nghệ An.